Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về biển báo cấm trong giao thông đường bộ và ý nghĩa các biển báo cấm. Biển báo cấm của chúng ta là các loại biển có hình tròn, viền màu đỏ và bên trong là các loại phương tiện cấm tương ứng. Đây là biển số 101. Biển số 101 là đường cấm. Báo đường cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới và thô sơ đi lại cả hai hướng trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển số 102. Biển số 102 là biển cấm đi ngược chiều. Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển số 103A là biển cấm ô tô. Là biển hình tròn viền đỏ, bên trong có biểu tượng ô tô. Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới, kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Biển số 103B. Biển số 103B cấm ô tô rẽ phải. Biển số 103B là biển báo cấm và cấm rẽ phải. Bên dưới là biểu tượng của ô tô. Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới, kể cả xe mô tô 3 bánh có thùng rẽ phải, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các loại xe ưu tiên theo quy định. Biển số 103C. Biển số 103C tương tự biển số 103B nhưng sẽ cấm rẽ trái. Cấm tất cả loại xe cơ giới, kể cả mô tô 3 bánh có thùng rẽ trái, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. Biển số 104 là biển cấm mô tô, báo đường cấm tất cả các loại mô tô đi qua, trừ người xe mô tô được ưu tiên theo quy định. Với biểu tượng xe mô tô và có hình người đội mũ như thế này là biểu tượng xe mô tô, và khác với xe gắn máy là sẽ không có hình người nha các bạn nhé. Biển số 105. Biển số 105 cấm ô tô và mô tô. Đây, các bạn chỉ cần nhớ rõ biển báo cấm là biển màu cho hình tròn, viền màu đỏ và bên trong là các phương tiện bị cấm. Thì đây là phương tiện, đây là ô tô này, đây là xe mô tô. Thì biển này này là biển sẽ cấm ô tô và xe mô tô, và xe gắn máy thì vẫn được phép đi vào và các xe ưu tiên theo quy định. Biển 106 là biển cấm ô tô tải. Đây là biểu tượng của hình ô tô tải. Biển 106A cấm ô tô tải, báo đường cấm tất cả các loại ô tô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và xe máy chuyên dùng. Biển số 106B cấm ô tô tải có tổng trọng lượng xe cộng với hàng vượt quá con số quy định trên biển. Biển này là biển chi tiết của 106A. Biển có hiệu lực cấm đối với cả xe máy kéo và xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển. Biển số 106C. Biển số 106C cấm xe chở hàng nguy hiểm, báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm. Đây là biểu tượng của xe chở hàng nguy hiểm các bạn nhé, bạn nhớ cái biểu tượng này. Biển số 107. Biển số 107 cấm ô tô khách, ô tô tải. Báo đường ô tô cấm các loại ô tô tải và các loại máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển số 108. Biển số 108 cấm ô tô máy kéo, remorc hoặc semi remorc. Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới theo remorc, kể cả ô tô máy kéo, ô tô khách kéo theo remorc đi qua trừ loại ô tô semi remorc và các xe được ưu tiên có kéo theo remorc theo luật lệ nhà nước quy định. Biển số 109. Biển báo cấm máy kéo, báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua. Biển số 110A là biển cấm xe đạp. Đây là biểu tượng hình xe đạp. Biển số 110B là cấm xe đạp thồ. Đây là biểu tượng xe đạp và có cái biểu tượng thồ hàng đằng sau. Biển này là cấm xe đạp thồ đi qua, nhưng lại không cấm những người dắt xe đạp. Và biển này không cấm người dắt loại xe này. Đấy, dắt xe thì vẫn đi được. Biển số 11A cấm xe gắn máy. Đây này các bạn để ý, xe gắn máy nó khác biểu tượng với xe mô tô ấy, là chúng ta hay gọi là xe máy ấy, là nó không có hình người ngồi trên các bạn nhé. Cấm xe gắn máy đi qua, biển không quan trị đối với xe đạp.
biển số 11B, cấm xe 3 bánh các loại, có động cơ. Báo đường cấm xe 3 bánh loại có động cơ như xe nam, Signo, máy. Biển 11C, cấm xe 3 bánh loại có động cơ. Báo đường cấm xe 3 bánh loại có động cơ như xe lôi máy. Biển 11D là biển cấm loại 3 bánh không có động cơ. Báo đường cấm có loại bánh không có động cơ như Signo, xe lôi đạp. Biển số 112. Biển số 112 cấm người đi bộ. Cấm người kéo đẩy hàng hóa đây các bạn. Cấm xe xúc vật kéo, báo đường cấm xe cấm xúc vật vận tải hàng hóa. Biển số 115 hạn chế trọng lượng xe, như hôm nay là biển 10 tấn này thì chúng ta sẽ kể cả các xe ưu tiên theo quy định có trọng lượng toàn bộ xe và hàng vượt quá chỉ số ghi trên biển. Đây, tổng số xe và hàng mà quá 10 tấn là không được phép đi qua. Biển 116 hạn chế trọng lượng trên trục xe. Báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định có trọng lượng toàn bộ cả xe và hàng phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá chỉ số ghi trên biển. Đây, một trục. Hạn chế chiều cao, biển 117. Báo hạn chế chiều cao của xe, cấm các xe cơ giới và thô sơ có chiều cao vượt quá chỉ số ghi trên biển không được đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hàng. Thì thường là các cầu vượt nó hay có cái thanh ngang chắn ở trên này, nó sẽ có cái biển như thế này. Biển số 118 hạn chế về chiều ngang. Đây là chiều ngang 3m hạn chế đây, các bạn để ý này. Chiều ngang ở đây, chiều dọc thì nó sẽ như này. Kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang, kể cả xe và hàng hóa vượt quá chỉ số ghi trên biển không được đi. Biển số 119, biển số 119 hạn chế chiều dài ô tô, báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các loại xe ưu tiên theo quy định có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn chỉ số ghi trên biển. Biển số 120 hạn chế chiều dài ô tô, máy kéo, kéo móc hoặc semi remote, báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo theo móc, kể cả ô tô semi remote và các loại xe được ưu tiên kéo móc theo luật lệ nhà nước quy định có độ dài toàn bộ kể cả xe móc và hàng lớn hơn chỉ số ghi trên biển đi qua. Biển số 121 cự ly tối thiểu giữa hai xe, báo xe ô tô phải cách nhau một khoảng tối thiểu tính bằng mét. Biển số 122 dừng lại stop, biển stop này buộc các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả xe ưu tiên theo quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy có các tín hiệu do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ cho phép đi. Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người lái xe chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông. Biển số 123A cấm rẽ trái. Các loại xe cơ giới và thô sơ rẽ sang phía trái ở những vị trí đường giao nhau trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển này cũng cấm xe quay đầu. Biển cấm rẽ trái là cấm cả quay đầu luôn các bạn nhé. Biển số 123 cấm rẽ phải, cấm các loại xe cơ giới và thô sơ rẽ sang phía phải ở những vị trí đường giao nhau trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển số 124A cấm quay xe, báo cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu theo kiểu chữ U trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm rẽ trái. Biển số 124B cấm ô tô quay đầu xe, nó giống như biển cấm quay đầu nhưng có thêm biểu tượng ô tô thì sẽ cấm ô tô quay đầu. Biển số 125 cấm vượt, báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe được ưu tiên theo quy định. Biển số 126 cấm ô tô tải vượt, đây là biểu tượng đỏ là ô tô tải này các bạn này, báo cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác. Biển hiệu có hiệu lực cấm tất cả các loại xe ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép, bao gồm trọng lượng xe và hàng trên 3,5 tấn, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Biển số 127, biển số 127 tốc độ tối đa cho phép, báo tốc độ tối đa cho phép của các phương tiện. Như biển đây là tốc độ tối đa chỉ được 40 km/h. Biển số 128 cấm sử dụng còi, báo các loại xe cơ giới sử dụng còi. Đây là biểu tượng cái còi này. Biển số 129 kiểm tra, báo nơi đặt trạm kiểm tra các loại phương tiện vận tải đi qua đó
phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định. Biển số 130, cấm dừng xe và đỗ xe, hai cái gạch chéo, đèn xanh và viền đỏ. Báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe, biển có hiệu lực. Cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Tức là cấm biển mà nhìn thấy biển là không, trước và sau biển ở cái phía bên mà đặt biển ấy, bên đường ấy. Đấy. Nếu mà bên kia đường không đặt thì sẽ không bị cấm. Biển số 131A, biển số 3 cấm đỗ xe. Chỉ có một gạch chéo như này thôi. Báo nơi cấm đỗ xe trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định. Biển trước là cấm cả dừng cả đỗ các bạn nhé. Biển sau là cấm đỗ xe. Biển 131B cấm đỗ xe. Báo nơi cấm đỗ xe cơ giới vào những ngày lẻ. Đây, có một gạch trắng ở giữa này là ngày lẻ. Tương tự hai gạch trắng thì sẽ là cấm vào ngày chẵn. Biển số 132 nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp. Báo các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe ưu tiên theo quy định phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đường hẹp hoặc cầu hẹp. Gặp biển này thì chúng ta nếu đi hướng này chúng ta nhìn thấy biển này thì chúng ta sẽ phải nhường đường cho xe bên kia đường các bạn nhé. Biển 133. Biển này không phải biển cấm nhưng mà khi chúng ta học biển cấm thì chúng ta cũng phải biết biển này, đó là biển hết cấm vượt. Đây hình vượt nhau đây các bạn ạ. Biểu tượng vượt nhau và cái này hết cấm và viền màu xanh. Biển 134 là biển hết hạn chế tốc độ tối đa. Đây là số ghi trên biển là tốc độ tối đa. Mà lại có cái biển hạn chế tốc độ tối đa, viền đỏ và số tốc độ ghi ở giữa đấy các bạn. Thì biển này sẽ là biển thể hiện hết cái lệnh cấm đấy. Biển 135 hết tất cả các lệnh cấm, báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. Tức là trên đoạn đường có những biển cấm nào chúng ta vừa xem ở trên đấy, vừa học ở trên thì tất cả sẽ được xí xóa hết khi gặp biển này. Đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân thủ những cái quy định bắt buộc về vận tốc và khoảng cách mà pháp luật quy định về tốc độ và vận tốc ở khu vực đông dân cư hay ngoài khu vực dân cư, cũng như giữ khoảng cách, những cái là bắt buộc rồi. Chỉ hết lệnh cấm cái biển báo cấm ở trên đường thôi, chứ không phải chúng ta hết cấm là chúng ta thích làm gì thì làm, đi như nào thì đi các bạn nhé. Biển 136 cấm đi thẳng, cấm tất cả các loại xe đi thẳng trên đoạn đường phía trước. Biển 137 cấm rẽ trái và rẽ phải, cấm tất cả các loại xe rẽ trái hay rẽ phải trên các cả đường ở phía trước. Nhìn chúng ta nhìn cái biển này thì chúng ta đoán được thôi, chỉ cần nhớ được cái biển mà hình tròn viền màu đỏ thì chúng ta sẽ biết đây là biển cấm. Và trong nội dung cấm là gì thì chúng ta để ý như này. Đây như này là cấm đi thẳng và rẽ trái đấy các bạn. Như này là cấm đi thẳng và rẽ phải. Biển 139. Biển 140 cấm xe công đông, đây là biểu tượng của xe công đông. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu tất cả các loại biển cấm thông dụng mà chúng ta thường gặp phải. Các bạn xem lại video để nhớ hơn tất cả các loại biển cấm, để ra đường khi các bạn gặp những biển cấm này để thực hiện cho đúng nghiêm chỉnh và đúng quy tắc giao thông các bạn nhé. Các bạn thấy video này hữu ích và hay thì hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.